Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bất ngờ về cuộc hôn nhân đổ vỡ của cặp MC Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Cặp đôi MC Hoàng Linh Trung Nghĩa từng được mệnh danh là một trong những cặp đôi nhà đài hạnh phúc nhất, đặc biệt là khi họ chào đón hai đứa con song sinh đẹp như thiên thần. Cuộc tình của Hoàng Linh Trung Nghĩa cũng được truyền thông khai thác triệt để, nhất là tình tiết cậu em Trung Nghĩa đã phải lòng bà chị hơn mình 2 tuổi là Hoàng Linh từ khi dẫn chung chương trình Thư Viện Cuộc Sống. Thực ra từ trước đó khá lâu anh đã ấn tượng với bà chị qua chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ với nụ cười rạng rỡ, giọng nói cuốn hút. Còn nhớ trong một lần phỏng vấn cặp đôi về tình yêu và mái ấm gia đình, Trung Nghĩa thật lòng chia sẻ suốt thời gian hò hẹn, tình yêu với hai người vốn không êm đềm ngọt ngào nhưng mà đủ gia vị đắng cay hạnh phúc. Anh có cảm giác người mình yêu như một đồ thị hình sin với điểm đáy, điểm đỉnh, biến hóa bất thường, nhiều khi không thể nào nắm bắt. Vì lẽ đó nhiều lúc Trung Nghĩa đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng vào khoảnh khắc khi cả hai nghĩ tới chuyện chia tay. Trung Nghĩa còn thừa nhận nếu mối tình không kết thúc bằng đám cưới thì e hai người khó mà đối diện được nhau trong chặng đường mới sau này. Trung Nghĩa chiều vợ, Hoàng Linh thương con, cả hai đã vun đắp cho hạnh phúc bằng những cách khác nhau. Trung Nghĩa từng khiến vợ phát hoảng vì anh sắp xếp tủ quần áo gia đình gọn ghẽ kỹ lưỡng như một cửa hàng thời trang cao cấp. Anh kỹ lưỡng trong ăn uống, nếu cô vợ khi đói chỉ cần úp tạm bát mì, thả vài cọng hành là xong thì anh chồng phải bật bếp phi hành khô xào tí thịt, cắt hành thả vào rồi mới nhấc đũa tử tốm ăn. Vali hành lý mỗi lần Hoàng Linh đi công tác cũng một tay chồng sắp xếp đâu ra đó chẳng thiếu thứ gì. Trong chính cuộc trò chuyện với Hoàng Linh Trung Nghĩa hôm ấy, sau khi chi tiết thú vị trên được hai nhân vật chính vô tư hào hứng chia sẻ, chẳng hiểu sao chúng tôi bất chợt nhớ tới câu chuyện của nữ sĩ Xuân Quỳnh với người chồng tên Tuấn. Họ thường được coi là một cặp đôi hoàn hảo, chàng kéo violon trong dàn nhạc mà có dạo nàng là diễn viên múa. Nhà thơ Xuân Quỳnh và chồng có với nhau một người con trai, nhưng theo thời gian khi tình yêu đã nguội, sự gọn ghẽ chỉn chu của người chồng lại là cái gai khiến nữ sĩ khó chịu. Chị kể với người bạn gái thân thiết, mai tao đi Quảng Bình cả tháng, hôm nay ông xã cứ loay hoay chuẩn bị quần áo sách vở cho tao, tối mày cứ xuống mà xem ông ấy làm những gì, mày có thể chịu được không? Tối hôm ấy người bạn đến nhà thấy chồng Xuân Quỳnh đang tay mở túi sách kiểm tra lại, miệng liên tục căn dặn vợ, anh đã chuẩn bị cho em đầy đủ, góc bên phải này là bao diêm, kim chỉ, băng vệ sinh, mấy cái kim băng và cặp tóc. Góc bên trái là xà phòng, thuốc đánh răng, gói bánh quy và cả lọ dầu con hổ với lọ muối nữa. Còn giấy trắng với bút bi anh xếp bên trên, cả mấy bản thảo em đang viết dở cũng ở đó. Cái màn em cứ chịu khó mang theo, kẻo lỡ vào trong đó mỗi nhiều mà người ta không có màn thì mình cũng có mà dùng. Tính em lơ đãng chẳng quan tâm cái gì, khéo lại chỉ dùng một lần rồi để đâu không nhớ. Anh đã ghi hết các thứ vào trong cuốn sổ này rồi, để em biết em có mang những thứ gì, nhớ nhé. Tất nhiên khác với vợ chồng nữ sĩ Xuân Quỳnh, bây giờ MC Hoàng Linh Trung Nghĩa đang ngập tràn lâng lâng trong hạnh phúc. Đón hai đứa con song sinh chào đời, họ sẵn sàng hoán đổi những đối nghịch cho nhau như một lẽ tự nhiên. Trung Nghĩa dần thấy mình trở nên bừa bộn lộn thuộm trong khi Hoàng Linh gọn gàng ngăn nắp đến kỳ lạ. Tình yêu đơn giản là vậy, người ta yêu nhau đến quên mình, quên đối phương, chỉ còn hạnh phúc. Nhưng nếu một ngày khi tình yêu chợt nguội hoặc vì lý gì khác mà cái tôi mạnh mẽ, cá tính trong mỗi người đột nhiên trỗi dậy thì sẽ ra sao? Cặp đôi đẹp như mộng ấy chưa từng lên tiếng chuyện ly hôn, nhưng bạn bè và đồng nghiệp của họ đều biết thông tin về cuộc đổ vỡ từ những sự cảm âu lo buổi ban đầu. Ngày đôi trẻ mang thiệp cưới đến mời, ai cũng ngỡ ngàng choáng ngợp vì không hiểu sao cả hai lại đến được với nhau. Hoàng Linh nhận lời cầu hôn chỉ sau 10 ngày hò hẹn. Cho đến bây giờ, sau khi Hoàng Linh công khai tình mới, mối quan hệ giữa Hoàng Linh Trung Nghĩa đang tiếp tục bị mổ xẻ, đổ lỗi vì ích kỷ, không nghĩ đến con, nhưng bản chất sự việc đúng như Hoàng Linh cho biết. Đi tìm nguyên nhân để làm gì, tình cảm đâu phải cái gì có thể rút kinh nghiệm, không thể áp dụng bài học tình cảm của người này cho người kia được. Tất nhiên không ai mong đổ vỡ, nhưng nếu xảy ra thì phải chấp nhận, và nếu không phải người trong cuộc, ai biết điều gì đã xảy ra. Cách đây chừng một năm, trên một số diễn đàn rộ lên thông tin MC Hoàng Linh Trung Nghĩa ly hôn vì người thứ ba là một nữ sinh học ngành văn hóa nghệ thuật, tiếng tăng đình đám xen vào cuộc hôn nhân ấy, dù nhân vật chính không hề lên tiếng xác nhận. Hiện tại câu chuyện lại đổi chiều khi Hoàng Linh bị ném đá vì công khai tình yêu mới. Dù sao chăng nữa, giữa Hoàng Linh Trung Nghĩa từng là một tình yêu đẹp, một mái ấm hạnh phúc. Và bây giờ dù bất cứ lý do gì dẫn tới đổ vỡ, đó cũng là sự chấp nhận thay đổi để tìm lại chính mình của những người trong cuộc. Nếu duyên mới không mang đến hạnh phúc thì với Hoàng Linh Trung Nghĩa, hãy mong duyên muộn là duyên lành như điều Hoàng Linh đang hy vọng. Khoảnh hưởng mình béo lên từ khi Angela Baby mang bầu. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một năm kết hôn, vợ chồng Angela Baby, Khoảnh hưởng Minh sắp chào đón đứa con đầu lòng. Làm cha ở tuổi 38 là niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời của tài tử họ Huỳnh. Khi biết bà xã mang bầu, anh đã sắp xếp lại công việc bộn bề để có thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho vợ con. Trò chuyện với tạp chí Nam Đô mới đây, Khoảnh hưởng Minh đã chia sẻ nhiều về chuyện này cũng như quá trình mang thai của Angela Baby. Khoảnh hưởng Minh nói, cho dù Angela Baby luôn nói không sao cả,
cô ấy có thể ở một mình, nhưng tôi không tin. Tôi cảm thấy cô ấy chắc chắn cần tôi. Trong lần đầu mang thai, người phụ nữ nào cũng như vậy. Tôi nghĩ mình cần tìm một vài vai diễn mà nhân vật không phải xuất hiện nhiều. Như vậy tôi sẽ có thể ở bên cô ấy được nhiều hơn. Với tôi, điều này là quan trọng nhất. Trước câu hỏi có phải thời gian này luôn ở gần bà xã hay không, nam diễn viên 38 tuổi cho hay: đúng vậy, vài ngày trước khi có sự kiện, có một ngày tôi ở Thượng Hải, hai ngày ở nơi khác, sau đó tôi đều ở cạnh cô ấy. Về cơ bản tôi luôn sắp xếp công việc ở nơi cô ấy thích. Ví dụ như cô ấy thích Thượng Hải, tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc ở Thượng Hải. Sinh nhật cũng ở Thượng Hải luôn. Chúng tôi đều như vậy đấy. Chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc ở nơi mà người còn lại có thể sẽ ở. Huỳnh Hữu Minh chia sẻ, sau khi có em bé, Angelababy ăn nhiều hơn. Ngôi sao Tân Bến Thượng Hải dí dỏm tiết lộ, cô ấy thực sự vô cùng thích ăn, cho nên bây giờ cô ấy sẽ có đủ loại lý do để được ăn. Trước kia cô ấy không thích ăn nhiều thứ, bây giờ cái gì cũng thích ăn. Tôi thì theo cô ấy, song ăn cũng phải là việc khó khăn nhất đối với tôi. Mà chính là tôi muốn giảm béo cũng không được. Cứ được 2 ngày tranh thủ giảm béo, thì sau đó đụng mặt cô ấy, tôi lại phải ăn. Huỳnh Hữu Minh khiến nhiều người bật cười khi lấy ví dụ cụ thể hơn. Giống như khi ăn cơm trên máy bay, tôi nói tôi không ăn hết. Lúc đó cô ấy sẽ nói: chồng à, em muốn nếm thử quá. Tôi đáp: vậy được, gọi cho em một phần cơm tàu nhé. Cô ấy lại nói: hay là anh gọi thêm một phần cơm tay nữa đi, như vậy em có thể nếm thử hai phần. Sau đó cô ấy liền gọi cho đã, thế nhưng ăn một miếng xong lại bảo cơm tàu có ăn quá. Tôi thắc mắc: vậy làm sao bây giờ? Cô ấy trả lời: vậy anh ăn đi. Tôi bảo: cũng được. Sau đó cơm tay ra, cơm tay cũng không ăn thì phải làm sao? Vậy là tôi phải ăn, không được lãng phí. Hay như đi xe lửa cũng thế, tôi sợ đói nên đã mua liền hai phần. Sau đó bạn tôi lại đưa tới hai phần nữa. Sau khi tôi hỏi thì cô ấy cái này không ăn, cái kia cũng không ăn. Cuối cùng tôi nói không được lãng phí, rồi một mình tôi ăn hết 4 hộp. Ông xã Angelababy cũng tâm sự, anh rất cảm động khi chứng kiến quá trình mang thai của vợ. Làm mẹ thật vĩ đại, đó là điều không dễ dàng chút nào. Còn nhiều chuyện bạn không thể tưởng tượng được, ví như khi bị ốm ngán, nôn ói rất kịch liệt, chỉ cần ngửi mùi vị khác thường cũng thấy khó chịu, lỡ đêm phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần liền. Tôi nghĩ là một người đàn ông, chúng ta nhất định phải đối xử tốt với vợ, với mẹ, bởi vì họ thật sự không dễ dàng chút nào. Ngỏ ý làm vợ bé Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Kỳ Duyên nhận kết đắng. Quý vị và các bạn thân mến, nổi tiếng là người dẫn chương trình duyên dáng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn được cộng đồng mạng biết đến là một người phụ nữ thông minh, có biệt tài, gây cười, dí dỏm, hài hước với những chia sẻ thú vị trên trang Facebook cá nhân. Mới đây, nữ MC có đăng tải dòng trạng thái ghi lại màn tỏ tình, ngỏ ý muốn làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên viết: anh Ngạn ơi, em hỏi thật nha, anh có muốn lấy vợ bé không? Em đang cần lấy người có quốc tịch Canada để dọn sang bên đó. Kỳ Duyên bất ngờ về câu trả lời mà chị nhận từ MC Nguyễn Ngọc Ngạn. MC Nguyễn Ngọc Ngạn trả lời Kỳ Duyên: anh chắc là cô đang buồn nên cô nghĩ quẩn, cô muốn lấy anh để sang Canada, tại sao cô không lấy con trai? Anh có thể tổ chức đám cưới cho cô và con anh ngay trong tuần này. Con trai sẵn sàng hy sinh lấy cô để cô dọn sang Canada. Mang tỏ tình, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên muốn làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn ngay sau khi đăng tải đã thu hút hơn 10.000 lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ. Nhiều ý kiến từ người hâm mộ tỏ ra thán phục trước sự hài hước của hai MC khi có màn đối đáp dễ thương đầy bất ngờ. Facebooker Sam Anjam hài hước: ôi bác Ngạn, con ngưỡng mộ bác quá. Bác vì vợ mà không lấy cô Kỳ Duyên mà để cho con hưởng phúc thay. Đáp lời những người hâm mộ và nói về lý do ngỏ ý làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết: lấy anh về, sáng nhổ tóc bạc, tối nằm cải lưng đỡ mệt hơn ạ. Dòng trạng thái của nữ MC không chỉ dừng lại ở việc ngỏ ý muốn làm vợ bé của MC Ngọc Ngạn. Nhiều người hâm mộ cũng đoán được hàm ý ám chỉ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về chuyện ông Donald Trump mới lên làm tân tổng thống Mỹ được thể hiện qua status. Facebooker Nguyễn Chi viết: đang thất vọng về cuộc bầu cử, nhưng đọc cuộc trò chuyện này cũng phải việc cười. Chị thật xuất sắc, phục chị, hay dí dỏm đầy sâu sắc. Trước đó không lâu, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì quan điểm phụ nữ là để sợ được nhiều người ví như khẩu hiệu cho chị em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!